Thưa quý vị, trong nhiều vụ việc mất tài sản, bên cạnh những chiêu trò tinh vi của kẻ trộm thì cũng lắm vụ mà nguyên nhân chính lại nằm ở sự lơ là, bất cẩn, thậm chí là đãng trí vì não cá vàng của hộ chủ. Một vụ việc vừa mới xảy ra ở Cà Mau cũng xuất phát từ nguyên nhân này thưa quý vị. Anh chủ xe máy lơ đễnh đã cắm hẳn chìa khóa vào xe của mình và làm mồi dân cho kẻ trộm. Nhận được tin báo, công an huyện Ngọc Hiển đã triển khai các biện pháp truy tìm. Chưa đầy 3 giờ sau khi sự việc xảy ra, qua công tác phối hợp cùng công an huyện Cái Nước, đối tượng trộm xe Trương Văn Bằng, sinh năm 1993, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đã bị bắt giữ khi điều khiển phương tiện vừa trộm được đi vào địa bàn huyện Cái Nước. Trương Văn Bằng khai nhận vào trưa ngày 23 tháng 9, khi đi ngang ấp đường dây, phát hiện xe mô tô của anh Tý đậu ngoài đường, không người trông coi và chìa khóa còn cắm trong xe, nên Bằng đã ra tay thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện đối tượng đã được chuyển về công an huyện Ngọc Hiển để tiếp tục điều tra xử lý.